Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên đã có một buổi tiếp ông Nguyễn Hoa Tường, tân tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại thành phố. Bí thư Nguyễn Văn Nên hy vọng thành phố Hồ Chí Minh và Trung Quốc sẽ có nhiều hoạt động nhằm tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là kết nối thị trường, đầu tư và du lịch hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, phát triển hạ tầng. Qua cuộc gặp này, Tổng lãnh sự Trung Quốc cho biết, ông cảm thấy mình như là một công dân của thành phố và cảm nhận được sức sống của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mong muốn có thể hòa nhập được với cuộc sống nơi đây trong thời gian tới. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, sáng nay quận ủy quận 7 phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học Chiến lược phát triển quận 7 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nhắc đến mục tiêu phát triển thành phố